Sách đọc online giới thiệu tác phẩm Diễn giải Kinh Pháp Cú, dịch giả Viên Chiếu. Pháp Cú 193. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có. Chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Phẩm: người cao quý sinh ra ở đâu? Câu pháp cú này Đức Phật thuyết tại Kỳ Viên liên quan đến câu hỏi của tôn giả A Nan. Một hôm, tôn giả A Nan ngồi tại nơi cư trú ban ngày nghĩ thầm: Thế Tôn đã dạy chúng ta về dòng dõi của những loài voi, ngựa và bò quý. Ngài nói con voi cao quý phát sinh từ giống Chandanta hay giống Uposatha, ngựa cao quý phát sinh từ dòng dõi Valahaka và dòng ngựa chúa, và báo cao quý xuất phát từ giống Dekan. Còn người cao quý phát xuất từ đâu? Tôn giả đi đến chỗ Phật đảnh lễ và thưa hỏi về vấn đề trên. Đức Phật dạy: Này A Nan, người cao quý không thể sinh ra ở bất cứ nơi nào, mà phải sinh trong phạm vi đường kính 300 dặm cùng chu vi 900 dặm của thủ đô một nước, và không phải sinh ra ở bất cứ gia đình nào, mà phải là gia đình thuộc dòng sát đế lợi hay Bà La Môn. Rồi Ngài nói câu kệ: Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có. Chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Pháp Cú 194. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng hòa hợp, vui thay hòa hợp tu. Phẩm: điều gì hạnh phúc nhất trên đời? Câu pháp cú này Đức Phật thuyết tại Kỳ Viên liên quan đến một số thầy tỳ kheo. Một hôm, 500 tỳ kheo ngồi ở pháp đường và bàn luận: Chư hiền, điều gì là hạnh phúc nhất trên đời? Người thì nói: Không có gì hạnh phúc bằng được làm vua. Người khác nói: Chỉ có tình yêu là hạnh phúc nhất. Còn có người lại nói: Chỉ có ăn ngon là hạnh phúc nhất. Đúng lúc đó Đức Phật đi đến chỗ các thầy và hỏi: Các thầy ngồi đây bàn tán về vấn đề gì vậy? Các tỳ kheo kể lại. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, các ông nói thế nào? Tất cả các hạnh phúc các ông vừa kể đều nằm trong vòng luân hồi khổ đau. Ngược lại, gặp Đức Phật ra đời, được nghe chánh pháp, sống thanh tịnh và hòa hợp trong tăng đoàn, những điều ấy là hạnh phúc nhất. Rồi Ngài nói câu kệ: Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng hòa hợp, vui thay hòa hợp tu. Pháp Cú 195. Cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt ý luận, đoạn diệt mọi sầu bi. 196. Cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lượng được. Phẩm: tôn kính những bậc đáng tôn kính. Câu pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi đang du hóa, liên hệ đến ngôi đền vàng của Phật Ca Diếp. Một hôm, Đức Phật đi từ Xá Vệ đến Ba La Nại cùng với một số đông các tỳ kheo theo sau. Ngài ghé qua một ngôi đền làng Todaya. Đức Phật ngồi trong tháp và sai tôn giả A Nan gọi người Bà La Môn đang kẻ bờ gần đấy. Khi người Bà La Môn đến, ông không chào Đức Phật
mà chỉ đảnh lễ ngôi đền. Sau đó, ông đến trước Đức Phật. Đức Phật hỏi ông, vì sao ông lưu tâm đến chỗ này? Bà La Môn trả lời, ngôi đền này đã có từ nhiều thế hệ, vì thế tôi tôn kính nó. Đức Phật khen ông Bà La Môn, này Bà La Môn, lành thay, ông tôn kính ngôi đền này rất đúng. Khi các tỳ kheo nghe câu chuyện, các thầy bàn tán, bạch Đức Thế Tôn, vì lý do gì mà Đức Thế Tôn khen ngợi như thế? Đức Phật bèn dạy đoạn kinh trong Kinh Trung Bộ để giải quyết mối nghi ngờ cho các tỳ kheo. Ngài dùng thần thông hóa hiện một trái núi bằng vàng giữa không trung. Nơi ấy hiện hiện ngôi tháp của Đức Phật Ca Diếp cao 1 dặm. Ngài chỉ tay vào chúng đệ tử và nói, này Bà La Môn, càng đúng hơn khi tôn kính những ai đáng kính như những vị này. Và Ngài dùng lời trong một đoạn kinh Đại Niết Bàn, Ngài dạy có 4 hạng người: Phật, Bích Chi Phật, A-La-Hán và Chuyển Luân Vương xứng đáng được xây tháp. Có 3 loại tháp: tháp thờ Xá Lợi Phật, tháp thờ những di tích kỷ niệm và tháp thờ những vật tùy thân. Rồi Ngài đọc pháp cú: cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi, cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lượng được. Nghe xong, Bà La Môn chứng sơ quả. Trong suốt 7 ngày, ngôi tháp vàng cao 1 dặm vẫn hiện giữa không trung. Đây là một cơ hội lớn cho dân chúng. Họ cúng dường ngôi tháp bằng mọi phẩm vật. Và khi ngôi tháp trở về vị trí cũ, tại đó người ta dựng lại một ngôi tháp ná để kỷ niệm. Có 84.000 người trong chúng hội được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp cú 197. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không hận thù. 198. Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. 199. Vui thay chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Phẩm mối tranh chấp giữa 2 lân bang. Câu pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài đang ngự gần thân tộc Thích Ca, liên quan đến việc chấm dứt sự tranh chấp giữa 2 bộ tộc lân bang. Dân cư trong thành Ca Tỳ La Vệ và dân cư thành Câu Thi La có chung một con sông, đó là sông Rohini. Sông Rohini bắt nguồn từ đập nước giữa 2 thành phố và cung cấp nước cho cả 2 cánh đồng. Vào tháng đó, lúa bắt đầu chín, nông dân 2 bên họp lại. Dân thành Câu Thi La nói, nếu nước sông chia đôi cho 2 bên sẽ không đủ, lúa chúng tôi cần nước để chín, hãy nhường nước cho chúng tôi. Phía Ca Tỳ La Vệ thì nói, sau khi các anh đã thu hoạch đầy bồ, chúng tôi chỉ còn nước chết đói và xách túi đi xin ăn các anh. Lúa của chúng tôi cũng cần nước để chín, bây giờ hãy để chúng tôi lấy nước. Không, chúng tôi không để các anh lấy nước. Không được, chúng tôi không bao giờ nhường nước cho các anh. Cuộc bàn cãi trở nên gay gắt, đến lúc bên này đấm bên kia một đấm, bên kia đấm trả lại, và do đó có hận thù. Cuộc tranh cãi gay cấn hơn khi đôi bên bắt đầu nói xấu về cội nguồn của nhau. Nông dân thành Câu Thi Na nói, hỡi dân thành Ca Tỳ La Vệ, hãy cõng vợ bồng con đi nơi khác. Chúng ta không muốn sử dụng voi, ngựa, khí giới với lũ các ngươi đê tiện như lang sói, cưới chị làm vợ. Dân chủng tộc Ca Tỳ La Vệ cũng gào lên, Đô Cùi, hãy mang vợ con đi khuất mắt. Các ngươi tưởng rằng chúng ta thích đem khí giới,
voi ngựa để đánh lại lũ ngươi chỉ sống dưới cây táo như súc vật thôi hay sao? Phía nông dân hai bên trình bày câu chuyện liên quan đến tổng trấn của họ và các quan tổng trấn tâu lên vua của họ. Phía bên Ca Tỷ La Vệ chuẩn bị khí giới và la lên: chúng ta sẽ chứng tỏ sức mạnh của những kẻ kết hôn với chị em bà con. Dòng Câu Thi Na cũng sửa soạn chiến tranh và đáp trả lại: chúng ta sẽ chứng tỏ thế nào là sức mạnh của kẻ sống dưới cây táo. Khi Đức Thế Tôn quan sát thế gian vào mỗi sáng sớm, Ngài thấy sự kiện trên và nghĩ thầm: nếu ta không đến giảng hòa, họ sẽ giết hại lẫn nhau. Và rồi Ngài bay lên hư không, ngay trên chỗ tụ họp của Ca Tỷ La Vệ, và ngồi kết già trên khoảng không của dòng sông Rohini. Dân Ca Tỷ La Vệ nhìn thấy Ngài, họ ném bỏ khí giới và đảnh lễ Đức Phật. Đức Thế Tôn hỏi: này Đại Vương, gây hấn vì chuyện gì thế? Bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Vậy thì ai biết? Có lẽ thống tướng quân binh sẽ biết. Ông thống tướng trả lời: có lẽ phó vương sẽ biết. Cứ thế, Đức Phật hỏi tuần tự đến đám của người nông dân và họ trả lời: bạch Đức Thế Tôn, cuộc chiến này là vì con sông. Đức Phật hỏi phía bên Ca Tỷ La Vệ: này Đại Vương, giá trị của một chút nước ruộng là ra sao? Bạch Đức Thế Tôn: chẳng đáng gì. Giá trị của các chiến sĩ dòng Sát Đế Lợi như thế nào? Dòng Sát Đế Lợi là vô giá, bạch Đức Thế Tôn. Không có gì vô lý bằng chỉ vì một chút nước mà các ông tiêu diệt dòng Sát Đế Lợi như thế. Họ im lặng. Đức Phật khuyên dạy: chư Đại Vương, vì sao chư Đại Vương hành động như thế? Nếu ta không đến đây hôm nay, các ông sẽ cho máu chảy thành sông. Các ông đã hành động thật sai lầm. Các ông sống trong hận thù, nuôi dưỡng sự sân giận. Ta đã thoát khỏi sân hận. Các ông sống trong sự hèn yếu của dục vọng. Ta đã thoát khỏi dục vọng. Các ông say mê theo đuổi ngũ dục. Ta đã thoát ngoài ngũ dục. Rồi Đức Phật nói câu kệ: vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù. Giữa những người hận thù, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau. Giữa những người bệnh hoạn, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng. Giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh nhận thông báo clip mới, like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.